Xin chào buổi sáng tất cả mọi người ha. Hôm nay là đầu tháng 4 âm lịch rồi ha. Tháng 4 rồi, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12 á. Như là 8 tháng nữa tới Tết nè ha. Đó, cái này thì những cái cây mai Phú Tân á. Phú Tân ghép già nè. Thì bữa hổm mình chơi sau Tết á. Như là một gần tháng, tháng rưỡi sau Tết mình mới cho nó trổ bông nè. Đó, sau khi trổ bông xong á, ra nó ra cứng một cơ, mình thúc lại. Giờ nó ra tiếp nè. Đây. Thì nó ra những cái đoạn này nó ra ngắn không ha. Đó, ta bấm hoài nè, thấy nó ra nó lùm xùm bên trước, thật sự nó không có bao nhiêu đâu á. Chúng ta thấy nguyên cây nó sơm á. Đó. Ta thấy nguyên cây nó lùm xùm á. Nhưng mà khi mà nó ra nhánh ra toàn ba lá chân không ha. Đó, chúng ta sẽ đợi nó ra và thêm một cây nữa ha. Đây, những cái lá chân này chúng ta lặt bỏ ha. Những cái lá này thì nó nằm đeo đây không à. Nó không có bông á. Bông nó nằm ở ngoài này nè. Những cái mắt kim nè, là bông nằm ngay đây nè ha. Chứ ở trong là nó không có tác dụng gì hết trơn á. Nó người ta nói là mấy cái lá chân, mấy lá đeo quá. Anh em xem ha. Đây. Còn cái này thì muốn thay phân á, để nó cứng cái cây này ha. Cứng cái cây như mấy cây trong nhà nè. Đó. Đây là phục hồi lại hết rồi ha. Đó, mứt rượt trơn rồi. Đây. Rất nhiều anh em hỏi dặn mua cái này nha. Đó, thì này để nó cứng một cây đi, mình sẽ đóng mình gửi đi nha. Chung Phú Tân thì gốc không được đẹp á, mà được cái ghép già thôi. Là ghép năm thứ năm á. Gốc thì chỉ có gần 20 á, mười mấy 20 thôi, mà ghép già thì bông cũng như ý á. Mình chúc kết video mình cho mọi người xem lại hình này ha. Ai thấy cũng mê đó, mình trồng mình thấy mình cũng mê nữa ha. Bởi vì trồng cây mai ghép mà nó ra bông thì nó giống nhau á, nhìn nó đã lắm. Nói chung thời gian đầu thì chúng ta chậm chơi á, nhưng mà khi mà chơi được rồi thì chơi hoài, nhìn nó đã dữ lắm á. Bông nó chuẩn, nó đều á, đều răm rắp ra nè. Như là mấy cây thọ hương á. Thọ hương thì trồng lâu chơi á, trồng cây mai ghép khoảng chừng 3-4 năm á thì mới chơi được. Như này mấy con năm thì cũng chưa ra gì hết trơn á. Mấy cái lá chân lá đeo à, ta lặt bỏ á, cho nó thoáng cây. Còn cây nào lơ thưa rồi thì thôi á, chứ không phải mỗi cây mỗi lặt ha. Cây nào mà nó rậm rạp á thì chúng ta mới nó sình nùi thì chúng ta mới tiến hành chúng ta lọc á. Như cây này nè, đây. Đợt thứ hai ra cứng rồi nè. Đây chúng ta phải thay phân nha. Đó, khi mà thay phân thì chúng ta những cái phần phân bị mục ta mới bỏ ha, chứ không phải nhất thiết là phải vũ cây nào cũng phải thay á. Đấy, nếu mà cái phân ta thấy nó bị mục nó bời rời á, nó rễ nó thì rễ nó không có ra được, nó chèm nhẹp ở dưới đáy á, chúng ta thay. Khi mà thay chúng ta, nếu mà chúng ta thấy không có rễ nhiều, chúng ta nên ép chậu lại á. Giờ còn 8 tháng nữa thì chúng ta làm nó vẫn kịp á. Hôm qua mình làm nè. Nên thấy trọc lóc không? Chừng 2 tuần nữa, nhú cái cây nữa là ra bích chịch trơn. Cả ngàn cái lá. Anh em xem rất là thoáng á. Cái này sử dụng mình người ta kêu là rong lá. Rong lá ha, rong mà làm cho nó thoáng lại ha. Rong mà lặt, rong có nghĩa là lặt rãi á. Có nghĩa là không có lặt hết mà cũng không có chừa hết á, lặt lải rãi á. Lải rãi cho nó tức, nó bung đọt ra. Những cái phần lá nằm khi mà chúng ta cắt đôm á, nằm phía bên trong rồi nè. Đây thì nó ra xì nùi ở trong đây ha. Nói chung là mai ghép thì chúng ta phải lặt, chúng ta phải cắt tỉa hoài á, thì nó cây chúng ta nhìn nó mới tròn được, chứ không có để thả tự nhiên giống như mai tàn được ha. Như mai tàn mình đi ở làng mai Tân Tây, người ta trồng, người ta lấy gốc á, thôi người ta thả thôi, nó bú đôi xua ra nè, thả nhánh thực à. Chung mục đích người ta trồng là người ta lại lấy cái gốc bán á. Cái gốc nó, cho cái gốc nó lẹ lớn, cái tàn nó bự thì cái gốc nó mới lẹ lớn á. À, còn ta làm mai ghép thì chúng ta vừa chơi cái gốc nè ha, vừa chơi cái tàn, vừa chơi
bông hoa nào luôn á. Đây, mỗi năm mỗi chơi á. Là mai ghép thì chơi cây mai ghép thì đem vô trong nhà, mỗi năm mỗi chơi á. Nên lúc nào cũng chơi cả. Nên ta cần phát triển đồng đều á. Chúng ta cũng cần gốc nó lớn á, cũng cần tàn nó đẹp á. Đó, cũng cần bông nó nhiều á, năm nào cũng chơi á. Còn ví dụ như trường hợp mà chúng ta trồng mà để mục đích là để bán không á, đấy thì những năm đầu á, người ta quyết định trồng 5 năm 6 năm để bán, thì những năm đầu á người ta bỏ bông á, người ta tới chừng mà nó mang nụ mang bông vào tháng 11 tháng 12 á. Đó thì bấm đôn lại hết á, không cho nó ra bông mất sức á thì bị chậm lớn á. Còn chúng ta là người chơi thì chúng ta trồng năm nào á, ví dụ như gần Tết mà kêu bấm bông bỏ lấy gì chơi á. Đó thì cái đó là hai cái nó khác nhau á. Người ta nuôi để lớn gốc á, lớn gốc lớn nhánh á, thì đến gần Tết người ta bấm bỏ á. Còn chúng ta nuôi tôi chỉ là đến Tết nó có bông á, kêu bấm bỏ sao chịu được á. Đó, bởi vậy mà muốn cho nó bông nhiều á, bông nhiều thì khi mà mấy cái lá đeo ta lặt phải lặt bỏ thì nó mới ra đọt đồng lọt á. Như thấy bên đây nè, những hàng cây gốc nhớt á, hay mình đi mình thấy mấy anh mấy chú làm á, bắt chước làm theo á. Những hàng cây đây, cây này bữa hổm lúc mà chưa có rong á, nó tùm lùm mà nó dữ dội lắm đó, mà rong ra thì không thấy gì trơn á. Thì chúng ta bấm đôn nè, nó ra xình nùi nhau nhóc trong đây đầy trơn nè. Đó, cắt bỏ đi. Đó, mấy cái này là nó không có bông được ha. Chúng ta để thì ít bữa nó cái này nó cũng chết thôi. Trước khi nó chết thì chúng ta cắt nó bỏ đi. Đó. Thấy không? Nó thoáng, còn bên đây chưa làm. Thấy nó lùm xùm xê không? Đó, mà khi bên đây làm ra thì cũng y chang như bên đây thôi ha. Đó. Bên đây nè, thấy xùm xê không? Toàn lại lá gì đâu không à. Đó, lúc mà khi chúng ta đôm á, đây nó ra nè. Đây, nó nhỏ nhỏ này nè, nó ra xình nùi trong đây á, nó đâu có nụ đâu, lấy gì nó có bông á. Đó, chúng ta phải tác động vô trừ cái đọt ngoài thôi, cái đọt thôi bắt đầu nó sẽ ra nụ á. Nó ra dài thì nó kéo nụ theo như đây nè, nó ra dài đây thì kéo thêm mấy cái mầm nè, mầm chính là những cái mầm bông á. Đó, còn nằm trong đây thì nó không có bông đâu, như này trong đây nè, khích trong đây nè, không có bông đâu ha. Nói chung cái này thì anh em nào mà trồng chơi á thì nên quan tâm á. Còn bây giờ trồng số lượng nhiều quá thì không có hơi đâu mà làm cho xiết á. Số lượng mà trồng nhiều quá để mà đưa lấy gốc á thì chúng ta không có quan tâm tới chuyện này á. Đây, chứ còn em nào trồng để mà Tết lấy bông á thì chúng ta mới là quan tâm, ta lặt mấy cái lá chân này thôi. Lá chân tỉa đọt rồi thôi ha. Còn vụ trồng cho lớn gốc không có cần quan tâm bông búp ngay Tết á, thì chúng ta không có xa đâu ha. Đây, cái này thì nè, mai mốt nó khi mà nó rậm lên thì cái phần bên nhá bên trong nó cũng tự chết à, lá bên trong thì nó cũng tự rụng thôi, nhưng mà bông nó không có đạt á. Đây, lặt ra thì rất là thoáng á. Như đây là cái cây cúc bi á, cúc bi mà mình cũng mới đem lên bồn này ha, xây cái này cũng có thể gọi là cái bồn á, mà cái này gọi là cái bầu ươm á, dùng cái bầu ươm V6 mình cuốn lại mình trồng á, đổ đất trong đây nè. Đây là cái bầu cũ á, bầu cũ của nó thì có đất cát trong đây á, này nó ra bông nè. Đây là giống cúc bi á, cúc bi cái đợt mình mua 500 cây ở Bình Định nè. Giống này rất là sai bông á, chùm luôn nè, không có bị rụng á, một chùm 4, chùm 5 không á. Bông thì cỡ 3 ngón tay á, nhầy lớp màu đậm á. Nói chung mấy dòng mai cúc thì mình thấy nó cũng hao giống nhau á. Nếu chúng ta muốn bông bự thì chúng ta nên chọn những loại dòng mai giảo á. Còn muốn nó sắc sảo, nó muốn cái cánh hoa nó sắc sảo, nhìn nó sơm tụ á, chúng ta chọn dòng mai cúc này. Nhìn cái cây nó nùi luôn nhé. Cúc bi nè, bi tại vì cái nụ ra nó tròn thì kêu bi á, nó tròn như viên bi á.
em thấy không? À, bông mà màu đậm á, giống nhìn cái màu ở qua điện thoại này thì thấy nó cũng bình thường thôi, nhưng mà thực tế ngoài so với những cái dòng mai khác á thì màu rất là đậm á, nhìn nó rực, cái cây nhìn nguyên cây nó rực rỡ lắm. Nói chung là ngày hôm qua mình có đi, mình có quay cái clip mà về cái cách mà trồng mai ở làng mai á, thì có anh em nói là trồng, giờ ta trồng nhiều quá, mình tới mình trồng vô không biết có ăn không á. Thì ở cái làng mai mà làng mai Tân Tây thấy người ta chỉ trồng là mai nguyên thủy thôi ha, trồng chủ yếu là người ta trồng mà trồng để bán gốc, chứ người ta không có chú trọng về giống á, nói chung lấy hột ương đại lên thôi. À, có một số người thì tinh lý hơn thì lấy hột mai giảo ương á, mà nó không có, nó cũng không ra giống cây mẹ, 100 cây thì nó ra chừng vài chục cây à. Đó, như vậy chúng ta trồng, ta người đi trước ta làm rồi, chúng ta ở phía sau chúng ta rút kinh nghiệm á. Đây, trồng giống nhau thì chúng ta chọn những cây mai ghép á. Ghép như ghép Thủ Đức nè, đấy, ghép Thủ Đức rồi ha. Ghép Phú Tân, ghép Đại Lộc, ghép Cúc Bi, ghép Cúc Thọ Hương, Cúc Rọc Bay, Cúc Bốn Long á. Nói chung là đó là những cái giống mà nó đã đột biến ra ha. Những cái giống đẹp đột biến ra, người ta thấy đẹp thì người ta mới ghép ra ha. Ghép ra thì nó đảm bảo giống như cây mẹ, giống như cây sầu riêng á, riêng cây chôm chôm, cây chôm chôm, cây vú sữa, cây bưởi nào ha. Đó, người ta có phương pháp là ghép á. Như đây là cái bông mà nó cúc hoàng hậu quá, nói chung là nó cũng tựa giống nhau thôi. Đó, chúng ta đi đâu thấy triển lãm này kia đâu đó, hoặc là đi tới vườn nào có cây bông đẹp á, chúng ta là xin bo chúng ta ghép á. Như ở những vườn ở Long An nào đó có những cái cây mà mai giảo bông rất là đẹp á, thậm chí nhiều khi có một số anh so sánh nó đẹp hơn cả giảo Thủ Đức nữa ha. Bông nó bự, nó nhiều cánh mà màu nó đậm nữa ha, nó sai bông nữa đó. Thì chúng ta thấy cái đó thì chúng ta xin bo về á, chúng ta ghép mà chúng ta có thể trồng đại trà được ha. Giờ ai cũng trồng, mà chúng ta trồng cây đẹp thì chúng ta sẽ bán được á. Và chơi nè, bán cũng dễ mua, mà người ta cũng dễ mua mà nó trồng đẹp thì dễ bán á, dễ bán, với lại chơi thì nó cũng đã nữa ha. Nè, chứ mà trồng cái cây mai rừng á, mai rừng trồng gốc đẹp thiệt đẹp, tay cành đẹp thiệt đẹp, mà bông nó không có đạt thì tới Tết thì nó không được như ý lắm á. Đây, trồng chúng ta đầu tư chút xíu á. Nói chung là trồng cây thì không có mất giá ha. Chúng ta trồng bông không đẹp mà được gốc rễ đẹp thì cũng bán được, mà bán chậm thôi ha. Đây, nó ra lâu. Đó, còn trồng cây vừa bông vừa đẹp mà gốc rễ vừa đẹp đó ha. Đó, như ở làng mai Tân Tây người ta trồng mai rễ rất là đẹp, ta đắp mô quá. Đắp mô cây nào rễ nó cũng nơm ra. Đây này như là cái lô phô mình mua ở bên làng mai Tân Tây nè. À, cái lô cây này thì cái gốc phôi được trồng ở làng mai Tân Tây á, đắp mô nè, cây nào thì cũng đế nơm cả. À, cũng được sửa từ nhỏ hết ha, chứ người ta trồng đắp mô á. À, cây này nhỏ cũng chả có quấn rễ quấn riết gì trơn ha. Đây, trồng ra hình thú không đây. À, những cây này thì đi mua ở tại bên đó đó, lúc bứng về thì khoảng 500.000 đồng một cây á. Đó, cái phôi không á, cái phôi không mua là mua 500.000 á. Đó, lúc mà mua thì nó bự dữ lắm á, chứ không, nó không phải cắt khục cục ngủng gì đâu. Cây này nó cao gần cả 2 mét đấy. Đó. À, gốc thì mà cỡ 13, 14 gì đó. À, cao cỡ 2 mét đó, chứ không phải nhỏ đâu. Đó, ta trồng mà thấy chưa? Rễ nơm mà đắp mô nè. Này, chúng ta trồng đắp mô còn lâu ngày, nếu mà ra được hình dạng này á thì ai mà không chịu á. Đó, như cây này đây, ai thấy mà không mê á. À, trồng mà thiếu cha gì người trồng, mà trồng sao cho đẹp kìa. À, như cây này á, đây cây Thủ Đức kìa, đây là ghép gốc nhớt á. À, bông thì nói chung là cũng khỏi chê rồi, cây này á bông nó rực luôn á. À, bông nó như nó kín cây luôn à. Nhìn như cái vùng mà ở chỗ đó Bến Tre mình á, cái hàng mà gốc ghép á thì được
mua ở làng Mai Tân Tây á, ở Thạnh Hóa Long An á. Nè, rất là nhiều người ta trồng, người ta bán cách đây, lúc mà mình biết được mai ghe thì cách đây nó cũng khoảng cỡ gần 10 năm rồi ha, 10 năm rồi đó. Nè, nội nhà mình không á, ở nhà mình làm thì một năm á, thì mua khoảng 1.000 cây như thế này á. Còn cái vùng của mình thì biết bao nhiêu người làm giống như mình, nè, mấy ngàn người á, thì tiêu thụ cái lượng cây anh em cũng biết rồi ha. Tính bằng số triệu cây á, chứ không phải là ngàn đâu ha. Mỗi một năm nói chung là trồng thì cũng có người trồng đẹp, người trồng xấu á. Đây, nhiều khi có mấy lô cây thì nó xung đột, mà nó trồng không có sữa rễ á, với lại trồng cây không có sữa rễ, với lại trồng không có đắp mô, trồng bằng mặt á, giống như kiểu ở làng Mai Bình Lợi là trồng bằng mặt á, không có lên mô á, thì gốc rễ không có đẹp. Đó, rồi sau này người này trồng đắp mô thấy rễ đẹp thì người ta cũng bắt chước á. Giờ mình đi qua bên đó thì mình thấy người ta trồng, đa phần người ta cũng lên clip ta trồng hết rồi ha. Đó, lên clip trồng, đắp mô trồng, rồi trồng bài bản lắm. Có vàng tứ phun là bài bản lắm, tứ phun chích gốc á, cái phun mà phun vô gốc mà chứ không phải phun ở trên trời á, trên trời rớt mưa xuống đâu. Đây, người ta phun theo cái kiểu mà phun vô cái gốc thôi, chứ không phải phun lung tung á. Nhờ trồng đẹp thì chúng ta sẽ bán được á. Đây, còn trồng không đẹp thì chơi nó cũng không sướng, mà bán cũng khó bán á. Như cái cây hưu tân này bữa hổm lặt lá chưng nè, bữa nay nó ra nè ha. Đấy, anh em xem bên trong thoáng không đó, lặt lá nè, bữa hổm nó ra xình nùi trong đây nè. Đó, lặt cái nó phúng ra luôn ha. Đó, phúng đây là những cái cây đọt mà từ tháng 4 tới tháng 6 âm lịch á, từ 5 tháng 6 à. Đây là những cây đọt lấy bông á. Đây, chúng ta thấy đây nè, từ tháng 6 trường tháng 7 tháng 8 à. Nói chung là lấy ráng thôi ha. Chứ cỡ đó lấy là bông nó không có đạt bằng từ tháng 4 tháng 6 ra đọt á. Khi lúc ra đọt thì nó sẽ kéo nụ luôn ha. Đấy, nó kéo nụ thì như tháng 6 thì còn 6 tháng nữa là đến Tết á. Đến Tết thì lấy những cái nụ mà lấy ngay đó đó, thì tới Tết thì bông nó mới đạt á. Còn lấy sau tháng 9 tháng 10 á, còn có 2-3 tháng nữa thì bông nó không có đạt á. Bây giờ cỡ hết tháng 8 mà chúng ta cho ngưng ra đọt á, còn giờ chúng ta ra thoải mái ra càng nhiều càng tốt á. Đây có cái bông đại lộc nó ra nè, đã chưa, bự chán luôn ha, 4 ngón tay luôn. Nhiều khi có đặc tính này đặc tính kia, nhưng mà bông đại lộc á, cái này ai mà không thích á, nhiều cánh màu đậm á. Như cái cây mà chúng ta trồng ở dưới đất thì tự nhiên lâu ngày rễ nó cũng đẹp á. Như cái cây này đó, cây mai rừng bứng á, ghép đây 20 năm mà ghép tốt dưới đây nè. Đó, trồng mà đó, cho cái mô rễ nó cũng đi ăn đậy trơn á. Nếu này nếu mà trồng lên mô cao nữa, nhưng mà vấn đề thời gian thôi á. Đây rễ này thì tự nhiên nó rễ cũng đẹp cả ha. Đó, như cây mai nào lớn thì rễ nó cũng đẹp cả, nếu mà trồng trên mô á. Còn trồng bằng mặt thì rễ nó ăn ngang không à, hoặc là ràng mặt xuống nó lớp đất ở dưới nó bị úng rễ á. Úng rễ thì nó thúi rễ, bắt đầu nó ăn trên mặt không à, cây lúc đó cũng không có tốt nha. Những cây mà cây trồng mà chúng ta trồng đó đắp mô á, mục đích của đắp mô là để cái cây nó không có bị úng rễ á. Còn ví dụ như dùng chúng ta mà nó nước không mưa không có nhiều á, trồng bằng mặt cũng được á. Như là Nga Bình Lợi người ta trồng bằng mặt á, trồng bằng mặt cái người ta tưới thì người ta xả nước á đó, rồi rút nước, có mấy cái clip mai xả vô rút vô, mà thời gian bán thì nó nhanh á, 5 năm 7 năm à. Chứ nếu mà như đó người ta trồng sâu nữa thì cái rễ nó không có cắm xuống được, thì cây nó bắt đầu nó chục năm 20 năm á, thì cái nó ăn trên bề mặt không à, nó cái rễ chuột nó bị hư á. Đó, nhưng mình đi ở làng Mai Bình Lợi mình thấy ít cây nào lớn lắm ha. Thì ta trồng
kiểu mà kiểu mì ăn liền á, 5 năm 7 5 năm 7 năm mà ta lo ta bán ha, tắt hết rồi. À, còn ở làng Mai Bình Hòa Phước ở Vĩnh Long á. Vĩnh Long thì người ta trồng những cây 4 50 năm luôn á. 4 50 năm thì cây nó vẫn vẫn tốt, vẫn khỏe, nó càng ngày càng có giá trị á. Thì ở Bình Hòa Phước thì người ta trồng phương pháp là người ta đắp mô á. Đắp cái mô cao lắm, xây cái bồn cao lắm, nhiều khi có cái mấy cái bồn nó cao cả mét, mét rưỡi luôn á, đứng ngang đầu mình á. Đó, trồng những cái cây mà cái gốc cỡ 8-90 á, 8-90 hoành ngang á, 8-90 hoành, có cây cả trăm hoành á, đắp mô á. Đó, chứ mình thấy ít thấy cái cây nào mà gốc lớn mà nó trồng bằng mặt lắm á, nói chung trồng bằng mặt thì cái nếu mà cái vùng đất cái chỗ đó nó thông thoát, nó thoát nước tốt á, thì nó tốt á, còn nó bị úng nước cái nó hư à. Đó, mấy chục năm trời mà nó nằm nó úng nước, nó úng nước thì bị thú rễ á. Chứ không gì hết trơn á, này úng nước là thú rễ, thú rễ thì không có cây nào mà sống được trơn nha, không có cái cây mai nào sống được. Còn những úng nước thì có, nước thì có mấy cây chịu nước thì không nói nha, cái mấy cây mai mà cây nào mà bị ngập nước á thì không có cây nào mà nó sống nó tốt nào được trơn á. Cách chung á, chúng ta hiểu thì chúng ta làm nó tốt hơn nha. Đây rong nè, này nó ra thấy chưa, tấm đô mà bấm đôn thì nó ra xì nùi trong này nè, chứ không phải nó bao giờ nó ra một cái đoạn mà nó mứt rượt như thế này đâu ha, nó ra một cục nha, như bên đây chưa làm nè, bấm nó ra cục trong đây nè, thấy không, trong đây nó không có tác dụng gì hết trơn ha, lặt đi, giờ ở ngoài nó thoáng cây nó ít bệnh nữa ha, bên đây lặt rồi nè, thấy chưa. Rồi, hôm nay là chia sẻ mọi người vấn đề bấm đôn á, bấm vấn đề mà lặt lá chân nha. Cây người ta nào nếu mà chúng ta trồng người ta chơi tết thì chúng ta lặt á, còn bị trồng mà lấy gốc, trồng mà để lâu lâu để trồng để lấy gốc, hoặc là trồng mà không phải để chơi tết á, trồng để bán thôi, nuôi lâu dài để bán thì chúng ta không cần quan tâm á. Nói chung trồng là bông tết thì chúng ta làm cho nó thoáng thôi ha, thoáng ra đọt đồng loạt nó đỡ được sâu bệnh á. Cái video mà anh em xem lại cái cây mai Phú Tân ở trong nhà mình nó trổ quá, đây nó như nó gốc cũng bình thường thôi, gốc thì nó cũng dạng không được đẹp bản này đấy, nói chung là gốc nó trồng đó, trồng cũng có quấn rễ, trồng cũng nghiêng mà không có đắp mô á, nên nó không có rễ nơm rễ lòi đâu như thế này đó. Nhưng mà xe 4-5 năm ghép á, người ta trồng, người ta lựa những cây mai ghép người ta trồng thì chất lượng nó sẽ được đồng đều á, đồng đều giống như vậy. Rồi, chúc mọi người buổi sáng vui vẻ. Rồi, xin chào. Đây, trồng thì đắp mô thì lên gốc á, đó, còn giống lựa giống chuẩn á thì sau này nó sẽ đẹp. Nói chung là cũng phải tính trước á, chứ không phải thấy người ta trồng ào ào, người ta đi mua mấy cây me con chút chút nha, người ta trồng á, trồng mà sau này chỉ là bán phôi thôi, chứ không có để tàn xài luôn á. Thank you.
Yeah.